quạt này nè. À, hay quá ha. Cái này là vừa thể làm quạt mà vừa chơi được. Yeah, nó có luôn mấy cái câu rất là hay nè. Ví dụ như mẹ là trăng sáng thiên thu, soi đường con bước lãng du hải hà. Wow. Yeah. Cái bài thơ rất là hay nha. Ừ, hay quá. Tòa he này bao nhiêu vậy cô? 20. Cái này tòa he này cô tự làm hay sao cô? Cô tự làm. À, làm khó không cô? Làm khó không? Giới thiệu với mọi người, đây là tòa he, một cái trò chơi dân gian của Việt Nam cách đây rất là nhiều năm nha. Lúc mà Vi còn nhỏ là sẽ có những cái trò như thế này rất là vui á. Tòa he thì bánh này là làm bằng bột đúng không cô? Bột. Wow. Còn đây bột đi nè. Đúng rồi, đây là bằng bột như thế này. Như mọi người thấy bột thì được cho rất là nhiều màu sắc vào, và qua bàn tay của người nghệ nhân nó sẽ ra những cái tác phẩm như thế này rất là đẹp. Như Vi đang cầm trên tay là một con hổ, và đây có những cái như là hoa hồng nè, đây con rồng nè cả nhà. Con rồng hả? Con rồng đây. Yeah. Ai là fan của Doraemon thì đây. Chú mèo máy và siêu nhân ga. Dễ thương. À, cái này lấy cái này mới nên nó còn mềm mềm phải không cô? Hay quá. À, và khi nó khô lại thì nó sẽ cứng và nó để được rất là lâu, mình có thể để làm kỷ niệm được luôn á. À, và đặc biệt là các bạn có thể mua cái này về để tặng cho những người mà ở nhà của mình. Như nàng tiên cá phiên bản Việt tặng Nam. Tặng cho người yêu được không? À, dạ em nghĩ là được. Anh đây đúng rồi, đây. Tặng người yêu đây. Yeah. Đối với anh đàn ông thì mua cái này tặng người yêu. Dạ. Nhưng em khuyên nghị là anh Minh mua nhiều cây. Và anh đừng có tặng cái này, tại vì con mèo máy Doraemon là bị mập á. Anh mà tặng là anh ý nó coi ấy mập là không có được. Dễ thương. Nay có thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt trăng. Cả một bầu trời tuổi thơ của tụi em đấy. Ừ. Ủa, cô bán cái này lâu chưa cô? Cô bán lâu chưa? Dạ. Hay quá. Mà bán hàng chục năm rồi. Ủa, mà cô là người miền Nam luôn hả cô? Bắc. À, cô là người miền Nam luôn hả? Bắc. Người Bắc. À, nhưng mà như cái này là đến từ miền Bắc hay miền Nam cô? Miền Bắc. À, cũng miền Bắc nè. À, dạ. Ôi, mà cái này là mình làm sao cô? À, mình làm bằng cái gì cô? Làm bột gạo nếp hả? Bằng bột gạo nếp hả cô? Dạ, dạ. Bằng gạo nếp. Dạ. Mới có độ dẻo làm ra. Dạ. Vậy cô làm cho con một cái bông hồng bán cho cái bạn nữ dễ thương đó, với lại một cái bạn mà đầu nón đó cô. Đó, cô làm cho con một cái bông hồng cho chồng nào cái? Tặng luôn bông hồng. Dạ cô. Dạ, mình coi cái cách làm trực tiếp luôn này. Đó, đầu tiên là bằng bột. Cô này, cô đang lấy cái bột cô bỏ vô cái cây. Đúng rồi. Làm cái này thì học có khó không cô? Khó lắm hả? Cái này phải là hỏi sự khéo tay của mình đúng không? Wow. Cô làm mấy lâu chưa cô? Cô làm năm nay 30 mấy năm. Wow, 30 mấy năm luôn. 30 mấy năm hả? Lâu quá rồi. Cái từ hồi mà tôi chưa sinh ra. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó. Vậy là có thật cái thâm niên của cô với nghề cùng từ khi mình chưa có mặt ở trên cõi đời này luôn á. Lúc đó 20 tuổi, 18 tuổi bán ngoài Hà Nội. Yeah. Và đây cô... cũng được 18 năm rồi. À, vậy là cô làm từ Hà Nội, bán từ Hà Nội từ năm 18 tuổi đến giờ. Đúng rồi. À. Hay quá. Rồi nhìn cô làm rất là thành thục luôn á chị ha. Cái cô cái bột nếp này là xay từ gạo hay là sao cô? Xay từ gạo nếp. Ủa, cái này cái ăn được không cô? Cái này giờ bỏ màu ăn mà không tốt thôi. Mình bỏ gạo. Ăn được nhưng mà không tốt. Dạ. Ăn không tốt. Gạo thì mình có thể làm cả thành đồ chơi nữa, đúng chứ rồi. Không nhất thiết là chỉ có làm đồ ăn. À đúng rồi, gạo được làm đồ chơi luôn. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, gạo không những chỉ nấu cơm ăn mà còn làm đồ chơi luôn. À. Đúng, chính xác. Cô còn nhớ hình như tòa he có những cái loại mà như là đó người ta làm bằng đường luôn đúng không cô? Thì làm bột bỏ đường, ăn mà nó có màu. À. Wow, đẹp quá cô ơi. Hay quá. Cái này mình muốn làm màu nào cũng được, mình muốn phối màu cũng được. Phối màu cũng được. Hay quá nhỉ. Ừ. Thích màu nào là có màu đó. Mà mình làm hoa hồng thì mình làm nhanh được, nhưng mà nếu mình làm những cái con như thế này thì làm lâu không? Đúng thế. Thế luôn hả? Đúng rồi, quen tán rồi. Giống như kiểu mình có kinh nghiệm mình làm, sẽ nhanh hơn đúng không? Con rồng mà nhìn dễ thương nè, con rồng mà nhìn rất là thật luôn này. Đúng rồi. Đây là biểu tượng của châu Á và đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á. Thì con rồng là một là biểu tượng đúng của rồi. Quyền uy, của quyền đúng lực, rồi. Của đúng sự rồi. Thịnh vượng, đúng của rồi. Gì của gọi là may mắn. Đúng rồi. Ôi, mình đặt con rồng khó không cô? Đặt con rồng khó không cô? Yeah, à, từ em cầm lại đứa cô đi, đứa cô đó. Đây là một món quà rất là cổ truyền dân gian và truyền thống. Đó. Yeah. Cảm ơn cô. Rồi em thì em sẽ lấy cái gì?
À, cô làm cho con cái hình con gái được không cô? Được. Con thích hình cô gái. Cô gái này. Cô gái áo đầm phải không? Dạ, áo đầm đấy con. Con giống baby lướt. Baby. Đây cái đó hả? Không. Đầm này luôn hả? Hai cái màu này. Màu khác nói chung là cô làm con màu khác đi mà hình con gái đi cô. Màu hồng nha. Dạ. Không thích mặc áo đầm mà lại nói là nó làm áo đầm. Nhưng mà em nghĩ là nữ là luôn cần phải có sự dịu dàng. Em cá là làm áo đầm nó sẽ khó hơn là làm cái bông hoa. À, dạ dạ, đúng rồi, làm áo đầm khó hơn, đúng rồi, có lẽ khó hơn, đúng rồi. Nhưng mà cô rất là điêu luyện trong cái việc là gì, không cần nhìn mẫu luôn nè, mà vẫn làm. Cô nhớ rõ đúng không? Quen tay rồi. Mà hồi xưa mình cũng có nhiều mẫu nhưng mà mình có phải cập nhật những cái mẫu mới không cô? Bây giờ cũng rất là nhiều mẫu. Là có thì đều thì được. Các bạn là thích cơ. Ê, bây giờ tụi con lấy cái mẫu gì là cái cô cũng phải làm cái hồi đó hả? À, hay quá vậy. Cái nghề này cũng phải cập nhật hàng ngày đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Với cái sự phát triển của cuộc sống hiện tại là xưa và nay thì tất cả đều phải có sự cập nhật. Đúng rồi, luôn luôn thay đổi. Là không có nhiều lắm như ngày trước cập nhật nhiều nha. Con Masuvinami nè. À đúng rồi, hồi xưa con khỉ đuôi dài. Hugo cưới đà điểu này. À đúng rồi. Rồi nhiều con lắm. Đúng rồi, mấy con cô nói là hồi xưa là có một bầu trời tuổi thơ đấy. Những cái game với phim hoạt hình hồi xưa hay lắm. Con game năm xài đâu. Gangnam Style hả cô? Đúng rồi, ngày xưa. Gangnam Style rồi đó. Ông bà Gangnam Style. Đúng rồi đó. Các cái con đầy làm ngày trước thích thật cơ. Hàn Quốc mua nhiều. Người Hàn Quốc mua nhiều hơn cái con đó. Mà kể cả cái năm đó, ôi dồi ôi, bán sướng lắm. Vậy hả cô? Đúng rồi. Với con đó, đều làm con đó thôi. Với mấy con Masuvinami. Suami vậy. Đều làm các cái con đó. Làm sao cô làm được? Cô tưởng tượng ra được đúng không cô? Đúng rồi. Mình nhìn cái hình sau đó bằng sự tưởng tượng của mình là mình sẽ làm ra đúng không? Ừ. Cái công việc này đòi hỏi sự sáng tạo. Rất sáng tạo đó nha. Nên cái nào cũng phải sự kiện ngày trước, sự kiện của Lào cũng phải có con game năm xài. Game năm xài đó. Đúng rồi, ộp là 8 năm xài. Có bán quạt nè. Ê, em đi có bán cái gì nè? Máy bay. À đây nó có thêm mấy cái đồ là bằng gỗ này, thì thắt bằng gỗ. À bán mấy cái đồ đeo chìa khóa hả? Đúng dây đeo chìa khóa bằng gỗ rồi dép. Đúng rồi. Cả cái dây đeo cổ tay nữa này. Đúng rồi. Quạt này, máy bay nữa này. Máy bay shop. À máy bay mấy bây cô tự làm đó hả? Bằng shop. À cô tự làm để bán đó hả? Đúng rồi. À. Có cái sáo nữa, cái sáo. À cái này cái sáo nữa này. Anh Vũ có biết thổi sáo không? Không, anh biết cây sáo chứ không biết thổi sáo. Em biết thổi sáo không? Em biết để lên miệng. Em biết để lên miệng. Đây, thổi như thế này đúng không? Là phải ra dáng chút xíu cơ. Đó cô học cái nghề này từ gia đình hay là ở đâu cô? Gia đình. Truyền cho cô luôn hả? Chắc là hồi xưa bố cô là ở Bắc. Đúng rồi đấy. Làm lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ con của cô có theo nghề không cô? Cũng có. Hay quá ha, hay quá. Rất là hay, điều luyện quá. Cô ấy tạo ra một bó hoa nhìn rất là dễ thương mà nhìn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quá tuyệt vời. Cái cây sáo này thì như em ở những cái chỉ có những khu vực châu Á mình thôi nè anh. Châu Âu không có được mấy cây sáo như vậy đâu. Châu Âu nó có sáo bằng, nó làm bằng kim loại. Anh đây, khoan từ. Từ, cô đưa lại cáo cho bạn đó với cô. Một món quà rất là đặc biệt không bạn? Wow, đẹp quá hả? Đẹp quá ha. Em nghĩ là bất cứ một cô gái nào trên thế giới cũng sẽ thích cái món quà này. Đúng rồi, nhưng mà cái món quà này cũng đâu có dễ mua đâu. Dạ đúng rồi, chỉ có Việt Nam mà mình mới có. Đúng rồi. Nhưng mà không phải chỗ nào Việt Nam cũng có đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ có nơi ở Bình Quế và cô là cái người sẽ làm. Bây giờ cái này rất là hiếm đúng không? Ok, hay. Hy vọng là các bạn nước ngoài đi đến Việt Nam có thể thưởng thức được cái này có đúng không? Cả nhà ơi, còn có mùi nữa, mùi thơm lắm. Thơm lắm hả? Ăn được không? Thơm lắm, mùi bột nếp luôn. Trời ơi. Đây, khoe cho mọi người là cái chiếc lợi phẩm. Đây, không không. Đó, đẹp chưa? Ồ, hai cái đẹp ghê. Ồ, đây. Và đây là hai hot girl với hai món quà thiệt là đẹp. Công nàng công chúa với bao hoa hồng. Yeah.